nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hệ nam mô bổn sư ca mâu ni phật hệ nam mô bổn sư thích -moni Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật à, Kính Bạch, Dì Vị Sư Cô, Kính Thưa Đại Chúng à, Chúng ta học tiếp lịch sử Đức Phật Thích Ca Hôm bữa à, Chủ Nhật Chúng ta đã học tới mùa hạ thứ 22 Ở tại à, Kỳ Viên Đức Phật nói kinh Tứ Niệm Sứ à, Chúng ta đã học tới cái phần đầu tiên đó chính là à, quán thân bất tình Và bây giờ chúng ta học tới quán thọ thị khổ à, Chúng ta đã nói tới quán thọ à, Trên các cảm thọ Gồm có ba cảm thọ là khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ Tuệ ti có cảm giác của tất cả khổ thọ lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ khi nào nó khởi lên thì chúng ta đều nhận biết khi mà cảm giác khổ thọ thuộc về vật chất thì chúng ta tuệ tri tức là nhận biết rõ ràng cái khổ thọ đó về vật chất khi mà khổ thọ thuộc về tinh thần thì chúng ta cũng biết cái khổ thọ đó thuộc về lĩnh vực tinh thần à, khi cái lạc thọ nó khởi đến thuộc về vật chất hoặc là về tinh thần thì chúng ta cũng phải biết như thế. Và khi cái bất khổ bất lạc thọ nó xảy đến về thuộc về vật chất hay thuộc về yếu tố tinh thần, chúng ta cũng nhận biết điều đó. Và tỳ kheo sống quán thọ trên các nội thọ, sống quán thọ trên các ngoại thọ, sống quán thọ trên các nội thọ và ngoại thọ hay à, sống quán cái tánh sanh diệt trên các cảm thọ kể cả nội thọ, ngoại thọ, nội thọ và ngoại thọ và những cái sanh diệt trên tất cả những cảm thọ đó. Vì đó an trú chánh niệm đạt đến chánh trí tuệ tri, tất cả các cảm thọ đó đều là vô thường, vô ngã thì người đã đạt đến niết bàn. Chúng ta đã học tới đó rồi. Và bây giờ chúng ta học tiếp cái quán thứ ba. Thế nào là quán tâm trên tự tâm khi tham à, có mặt tức là khi có tham thì chúng ta liền tuệ tri là tâm có tham chứ không phải là theo đuổi chạy theo cái tham đó không phải tìm cầu để mong muốn cái tham đó khi chúng ta khởi lên một cái muốn gì thì phải biết trong lòng của mình muốn cái gì khi tâm không tham tuệ tri tâm không tham cái việc đầu tiên chúng ta nói với nhau đó là tâm. À, tất cả cái này là tâm. Cái tâm này á thì chúng ta đã đã nói nhiều về cái yếu tố tâm này rồi. Có hai phương diện, một đó là chân tâm. Hai là vọng tâm. Cái chân tâm tức là cái bản lai diện mục cái Phật tánh đó. Mà chúng ta hay nghe đó ha. Thì cái này đây chúng ta không không phải là đối tượng để chúng ta nói ở trong cái cái lúc này, cái chỗ này. Cái mà chúng ta muốn bàn ở đây đó chính là yếu tố của vọng tâm. Vọng tâm có nghĩa là cái tâm phân biệt, tâm vọng, tâm không thật. Tâm này là tâm đối đãi. Tâm đối đãi. Vô thường thay đổi mau chóng tâm không có thật, tức là người gọi là vọng. Tức là cái này là nó do duyên sinh duyên diệt đó, nó khởi lên rồi nó lại mất đi trong quá trình tương tác đối đãi. Tùy mỗi con người mà nó xuất hiện. Lúc thương nó xuất hiện khác, lúc buồn nó xuất hiện khác, lúc ghét nó xuất hiện khác. Thế thì cái đây là đối tượng của cái yếu tố quán tâm trên tự tâm. Tức là khi mà trong lòng của chúng ta những ý nghĩ, những cái sự phân biệt đối đãi À, nó xảy ra Cái điều đó nó chứa chất yếu tố của tham Thì chúng ta liền nhận biết Trong lòng của mình Có yếu tố của tham Được chưa? Biết là nó có ở trong đó Chỉ cần nhận biết thôi Không có làm gì khác hơn hết Chỉ cần tuệ tri thôi Không cố tình diệt Chỉ cần tuệ tri Không cố tình khởi Khi nó đã khởi lên rồi Thì mình chỉ có nhìn ngắm nó thôi Tiếp tục như vậy nhưng mà rồi khi tâm Tức là khi lòng của mình không có tham Tức là bây giờ các vị ngồi đây Học bài chăm chú lắng nghe Mình có tham không? Không Yếu tố tham cái này, tham cái kia Vật chất tiền tài, danh phận địa vị Người đẹp, người xấu vân vân Tất cả mọi thứ Nó không có xuất hiện Thì lúc bấy giờ chúng ta biết được rằng Trong lòng mình không có cái cái tham này Và tuệ tri tức là nhận biết nó Là trong lòng của chúng ta không có yếu tố tham này xuất hiện chưa kể là nếu mà chúng ta khởi lên cái tham rồi nếu mà chúng ta làm nô lệ cho tham á có nghĩa là mình bị nó trói buộc còn nếu mà chúng ta làm chủ nó mình đứng mình nhìn nó coi như nó không phải là mình còn nếu như mà mình cho rằng nó và mình là một thì lúc bây giờ chúng ta sẽ à, phải đi tìm kiếm phải chạy theo nó thì lúc bây giờ mình làm nô lệ cho cái cái lòng tham này còn bây giờ là chúng ta là à, là chủ của nó chúng ta nhìn thấy nó đang rong chơi trong cái bầu trời tâm thức của mình Nó gợn lên Rồi nó lại mất đi Lúc nó có, lúc nó không có Thế thì chúng ta là, là chủ Mà nó chẳng qua là khách thôi Nó đi qua lòng mình, nó đi qua nhà của mình Nó ghé trong căn nhà của mình nó chơi Nó chơi một chút Rồi nó lại đi Nó là người khách mà mình mới là người chủ Mình không bị người khách kia dụ ra khỏi nhà Mình không bị nó lôi đi Khi tâm có yếu tố sân à, khi những cái cái tâm tư tình cảm của mình đây những cái nhận thức của mình đây có yếu tố sân khởi tức là những cái nóng giận nó xuất hiện thì mình liền nhận biết cái nóng giận đó chỉ cần nhận biết thôi không có cần phải đi theo cái nóng giận kia chỉ cần nhận biết nó khởi lên như thế nào nó tức tối như thế nào trong lòng của chúng ta không vừa lòng như thế nào mình quán cái đó mình nhìn cái đó nhìn nhìn để mà thấy được rõ nó đang xuất hiện nó đang khởi lên chỉ như vậy thôi Và tập trung, tập chú Để chiêm nghiệm cái đó Tuệ tri à. Cái tâm của mình Nó có sân Cái tâm của mình nó không sân Rồi khi tâm của mình nó không được định tĩnh Nó không tán loạn Thì mình cũng tuệ tri là tâm của mình không có định Tâm đang tán loạn Đang suy nghĩ cái này, đang chạy nhảy cái kia thì cái cái cách như thế này khi mà nó đang suy tư, nghĩ ngợi, nó đang tán loạn đó Mình chỉ cần mình quay về, mình nhìn nó thôi Một cái là nó định định liền Tại vì khi mà nó đang tán loạn Nó nhảy chỗ nọ, nó nhảy chỗ kia Thì bản thân mình không có làm chủ Mình đi theo nó Nhưng khi chúng ta chỉ cần Quay trở về nhìn là Ô lòng của mình đang tán loạn Tâm của mình đang tán loạn Đang chạy nhảy chỗ nọ chỗ kia Thì ngay lập tức chúng ta đã để ý trên tâm thức của mình Đó là quán tâm tinh tâm Theo tâm Tâm đang chạy nhảy chỗ nào đang chú ý cái nào đang thú hướng chỗ nào thì chúng ta là lập tức nhìn thấy nó đang chạy nhảy đang bị cái gì đang tham đang sân đang si đang không được định tĩnh hay là đang định tĩnh tại vì tại vì trong cùng một mối mình của sát na thời gian hay là sát na tâm thì chúng ta chỉ có để tâm trên một đối tượng thôi bất kể đối tượng đó là đối tượng gì cho nên lấy cái này làm đối tượng tâm không định hay là tâm định làm đối tượng tức là không định là có nghĩa là vọng động đó tức là tán loạn à, tán loạn lúc tâm tán loạn thì nó không định cho nên quay trở về nhìn thấy nó một cái á là nó định liền là nó tập chú liền còn nếu mà chúng ta không nhìn thấy nó thì lúc bấy giờ ta mới tán loạn cho nên đây là cách để nhíp phục cho nên quán tâm tinh tâm là như thế tâm đang ở đâu là chúng ta lấy cái tâm của mình đây đặt lên trên nó dùng cái 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 cái, cái sự quán chiếu định tĩnh nhíp niệm để chúng ta nhìn lại tâm của mình nó đang ở đâu nó đang giận đang tham đang sân đang si hay nó đang tán loạn hay nó đang không tán loạn nó đang không tham hay là nó đang tham nó đang không sân hay là nó đang sân nó đang không si hay là nó đang si nhìn ngắm nó chỉ có vậy thôi các vị Thế thì tương tự giống như những cái đối tượng khác như là quán niệm hơi thở thì là chú ý vào trong hơi thở rồi đếm 1, đếm 2, đếm 3, đếm 4 hay là thở ra thở vô đếm 1 thở ra thở vô đếm 2 hay là thở ra đếm 1, thở vô đếm 2 thì đó cũng là cách để chúng ta giúp niệm trên cái hơi thở lấy hơi thở làm đối tượng thì cái này là lấy tâm theo dõi tâm làm đối tượng nhìn ngắm cái đường đi cái vết tích của tâm hành cho nên chúng ta không có bị dễ xa ngã vào trong những cái lối dẫn của kẻ khác. Và lúc bấy giờ đây á, con người ta bản lĩnh ghê lắm là tại không ai dụ nó được hết. Tại nó sao? Nó đang quán chiếu lấy chính nó. Nó đang nhìn ngắm thật lấy chính nó. Cho nên các vị có dụ đi nữa, thì khi cái lòng này mà vừa khởi lên cái là nó nhận biết rồi. Còn nếu mà lòng này nó khởi lên cái gì mà chính tự thân của chúng ta không nhận biết, thì chúng ta sẽ dễ bị nó lôi kéo đi theo cho nên rất là khó gạt đối với lại những cái người mà họ có cái tâm định tĩnh như thế này mình gạt người không có được ai nói gì á đôi khi người ta chẳng có nghe đâu tại vì sao vậy nó đâu có nghe bằng cái lỗ tai nữa các vị các vị thấy không nếu như người nào nói đó mà chúng ta nghe liền đó thì nghe bằng cái lỗ tai tin liền ngay lập tức mà không qua yếu tố của suy luận phán đoán nhận xét ghép nối những sự kiện lại với nhau để từ đó chúng ta tìm ra cái đúng hay là không đúng qua tất cả những cái dữ liệu mà nó đưa vào cho tự thân của mình. Thế thì đối với lại một người mà có cái định đó, trong tất cả những cái hành xử của họ, họ đều chiêm nghiệm cái đó theo cái cái mô thức mà họ đã từng thực tập trong cái yếu tố định tĩnh, quán chiếu và chiêm nghiệm. Họ đã có cái đó rồi, cho nên khi cái gì mà đưa đi vô đó, họ đều thanh lọc hết trơn á. Và họ dễ thanh lọc lắm và họ khó có bị sự tác động bởi yếu tố bên ngoài bởi người nọ kẻ kia những tiếng nói hay là những hành động hay là những lời phỉ bán hay là những lời chê bai của kẻ khác trong cuộc đời khó mà tác động được họ lắm thì đó là cái cách mà để cho chúng ta dừng lại sự vọng động cho nên khi tâm không định thì chúng ta liền tuệ tri là tâm không có định khi tâm đã định thì tuệ tri tâm định khi tâm buồn thì tuệ tri là tâm đang buồn tương tự như vậy khi tâm lo nghĩ thì tuệ tri tâm lo nghĩ khi tâm vui khi lòng mình vui thì tuệ tri nó vui cái này rất là khó nghe đặc biệt là những yếu tố vui buồn trong đời sống khi mình vui mình quên hết trơn chuyện khác à. mình đánh mất mình trong những cung bậc của vui khi mình buồn là mình nghĩ là, là mình vẫn nỗi buồn là một thì mình sẽ bị cái nỗi buồn kia nhận chìm, mà khó có thể vượt lên trên để nhìn ngắm cái nỗi buồn đang tồn tại trong lòng mình. Thế thì tất cả những cung bậc của cuộc sống này á, những cái cảm thọ, nói nói một cách căn bản là cảm thọ đó, những cái cảm thọ này đây, từ buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, ức chế, vân vân, tất cả những cái cảm thọ nào mà chúng ta tương tác với cuộc sống này á, mà nó sinh ra đó, thì nó chưa từng là ta nó phải là ta. Do nhân duyên sinh khởi do yếu tố tương tác giữa mình và tất cả những sự vật hiện tượng trong cuộc đời này mà nó sinh ra cái cảm thọ này khi mà chúng ta tương tác. Cho nên đôi khi cảm thọ này của mình lại chưa phải là cảm thọ của kẻ khác. Cảm thọ của mình ngày hôm nay lại càng không phải là cảm thọ của mình hồi hôm qua. Lại càng không phải là ngày mai. Lại càng không thể là lúc mới sinh ra hay là lại càng không thể là lúc chúng ta chết đi. Cho nên hôm nay suy nghĩ như thế này Ngày mai lại suy nghĩ như thế khác Hôm nay buồn, ngày mai lại vui Cho nên tất cả những cái cảm thọ này Nó mong manh, nó vô thường Nó tạm bỡ, nó dễ vỡ Cho nên không có phải làm Làm nô lệ cho tất cả những cảm thọ Không chạy theo cảm thọ Mà chúng ta phải làm chủ Tất cả những sự cảm thọ cái này là phải luyện, chứ còn nhân gian họ chỉ mình á là mình hãy sống với cái gì mình thích phải không? Ở đời người ta chỉ vậy mà mình khoái cái gì đời có mấy mấy lâu đâu. Cho nên là người xưa có cái câu là à, đời như là như là một thoáng chim bao á. Cho nên là cổ nhân Bình chút dạ du Thật khả tri hỷ. Tức là người xưa đó cái cái cái, cái ban ngày á nó không có mấy chốc. Cho nên người ta phải thắp đuốc để mà đi chơi đêm. Tại vì sao thế? Tại vì là ban ngày nó ngắn quá Người ta phải tranh thủ Để mà họ đi chơi bữa đêm nữa Cho nên đối với lại Những cái người nào mà chỉ quan tâm tới yếu tố Của sự cảm thọ này không thôi Thì họ nói là Đời mà hãy ăn đi Hãy hưởng thụ đi Hãy vui với lại cái cảm thọ Thích cái gì thì cứ việc Hưởng thụ cái đó đi Thế thì người ta đi theo cái yếu tố cảm thọ này Làm nô lệ cho cảm thọ Và họ ta Người ta chỉ focus, chú ý vào Chỉ là cảm thọ thôi Và để thỏa mãn cái cảm thọ đó thôi Cái cảm thọ khổ thì người ta bỏ đi Còn cảm thọ vui là người ta lao vào Nhưng mà đối với nhà Phật Kể cả cảm thọ vui, cảm thọ hạnh phúc Cảm thọ thích thú Cuối cùng cũng phải xả nữa Cho nên ly hỷ trú xả Ly hỷ trú xả đó Mà mình đã đã học về cái sơ thiền đó Cái nhị thiền đó Được không? ly hỷ trú xã có nghĩa là kể cả cái yếu tố của vui trong thiền định cũng phải biết bỏ đi cái vui trong thiền định đó cái hỷ lạc ở trong giây phút thiền định nếu người nào mà còn bám vào trong cái hỷ trong lúc thiền định luôn thì cái đó vẫn là yếu tố của sự bị đọa lạc bị bám víu bị chấp trước trong cái yếu tố vui của thiền định đó, mà nó chưa có thể rốt ráo chưa có thể vượt thoát được nó vẫn còn yếu tố của bán vẫn còn yếu tố của chấp cho nên huống chi là yếu tố của những cái cái cảm thọ dục lạc ở đời còn nó còn xa đọa hơn nữa ngay cả cái vui trong thiền định mà người ta còn phải bỏ nữa kìa nó là không phải là bị vướng vào trong tất cả những cái cấp bậc cái tầng thiền mà phải vượt lên trên rồi vượt ra khỏi hết Chứ không phải là người nào mà ngồi thiền 5-7 ngày là được gọi là ngon lắm rồi nghe. Không phải là giải thoát giác ngộ đâu nghe. Thật sự như thế. Có những vị người ta đã thiền mà đến cái mức độ thiền diệt thực. Lấy cái năng lượng của cái hành thiền đó để nuôi sống cơ thể của mình. Không cần phải ăn, không cần phải uống luôn. Nhưng mà cho đến một lúc nào đó thì cái vị mà uh, sư phụ phải thỉnh khánh, thỉnh chuông để mời gọi người ta trở về lại với thực tại chứ để không là là người ta đi vô là diệt thọ tưởng định luôn đó. là ở luôn trong đó luôn hay là đến cái cái định được gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ nó là phi tưởng phi phi tưởng xứ định là nó giống như là là lúc đó cái 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 tư tưởng không còn nữa phi tưởng mà cũng phi phi tưởng tưởng cũng không còn mà không có tưởng cũng không còn lúc đó là thành cỏ cây hoa lá thành đất đá thành thành hư không nó 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 không còn cái yếu tố của của tâm hành nó vắng đặt luôn cả cái yếu tố của tâm niệm luôn mà không biết lúc đó là cái gì cho nên tuệ tri lúc nào cũng như thế phải biết biết thật là rõ chứ không phải là tu mà không biết gì không phải là tu để rồi để lòng của mình trở thành cỏ cây hoa lá, không phải là dững dưng trước nỗi đau của kẻ nọ người kia, không phải chúng ta tu để rồi mình trơ trẽn với dòng đời, mình lạnh lẽo, mình lạnh nhạt với tất cả khổ đau của nhân thế. Không phải tu là cuối cùng để trở thành cỏ cây hoa lá, không phải để trở thành sắt đá, trở thành một người không có tình yêu thương. Mà hồi còn điệu chúng tôi làm bài thơ là yêu nhiều nên mới xuất gia thương nhiều nên mới hóa ra tu hành Cuộc đời có phải ớt chanh Sau đêm đau khổ say thành chôn nhau Tức là người ta thương quá người ta mới xuất gia Càng thương nhiều càng thương rộng khắp càng thương bao la Nó không có phân biệt Ngài Hòa Thượng Tuệ Sĩ có một câu thơ Mà viết ở trong cái giấc mơ Trường Sơn Đó là người có biết mặt trời kia sẽ tắt Ta yêu người từ vết rạn thời gian Mở đầu của cái tập thơ đó họ thường viết như vậy. Người có biết mặt trời kia sẽ tắt. Ta yêu người từ vết rạn thời gian. Cái vết rạn thời gian là lúc nào? Khi mà bình minh vừa ẩn hồng ở phương đông. Cái, cái tia nắng ẩn hồng đầu tiên đó, cái vết rạn đầu tiên đó của cái bình minh kia xuất hiện. thì phải biết được rằng cái bình minh có sự sống ta đây nè là bởi vì tình yêu thương với tất cả chúng sanh nếu không vì tình yêu thương đó thì phật và bồ tát không hề xuất hiện trong dòng đời này chỉ vì tình yêu thương đó thôi mà phật và bồ tát mới xuất hiện giữa dòng đời này cho nên chúng ta tu tập không phải là để rồi một ngày nào đó mình đi giải thoát cho mình các vị mình không thể nào thành phật được nếu như mình chỉ có hướng tới cái giải thoát cho mình sự ích kỷ lợi lạc trên phương diện hạnh phúc cá nhân không bao giờ có, không thể nào có. Lý do vì sao Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu thành Phật đi, mà lại còn rong ruổi trong cõi ta bà này, lúc hiện thân này, lúc hiện thân khác. Khi hiện đế thích, khi hiện phạm vương, khi hiện đồng nam, đồng nữ, tể quan bà, lã môn, cư sĩ nam, cư sĩ nữ làm gì vậy? Cho nó khổ, mệt nhọc vậy. Trong khi đó, mình thì đi muốn lên niết bàn cho nó khỏe. Để mà không cần nhìn mặt chúng sanh nó khổ đau trên đời này nữa không cần tiếp xúc với um, cô trụ trì đây nữa phải vậy không muốn chạy đi cho sớm nhưng mà ngược lại bồ tát quán thế âm ngài từ giả cái cõi kia để trở về nhân gian này để làm lợi ích chúng sanh thế thì chúng ta mới thấy được một điều là không có phật và bồ tát nào không làm lợi ích cho chúng sanh mà có thể thành phật và bồ tát hết cho nên chúng ta ở cõi này đây là cơ hội để cho mình có thể làm lợi ích được cho chúng sanh nếu vắng chúng sanh chúng ta không thể thành Phật được Vắng cái người mà nó ganh ăn ghét ở đố kỵ tị hiềm Nó khổ Vắng cái người mà họ dơ tay ra Họ xin tiền mình Vắng những người mà nó đói cơm khát nước Chúng ta chúng ta hãy nghĩ đi Nếu mà chúng ta sinh vào trong một cái chỗ Ở cái nơi đó không ai cần tới mình hết Chúng ta có cơ hội để làm phước không? Có cơ hội để tích tạo công đức không? Không tại đứa nào nó cũng không cần mình hết mình sẽ không có cơ hội để làm nhưng mà ở cái này cái cõi này phàm thánh đồng cư địa phàm và thánh ở chung cho nên chúng ta nhìn lên trên đó hả có một tỷ người họ hơn mình chúng ta nhìn xuống dưới đó hả có hàng tỷ người nó thấp bé hơn mình cho nên cỡ nào chúng ta cũng có thể làm được hết chúng ta mong muốn được như kẻ kia trước mặt mình không bằng họ nhưng mà chúng ta nhìn xuống Chúng ta thấy còn cả cả tỷ người càng thua, càng kém, càng cần mình Cho nên khi đi Ấn Độ tôi nói với lại các vị Phật tử á Mình chẳng phải giàu có gì Ở nước Mỹ mình là kẻ ăn xin Qua Ấn Độ mình trở thành đại thí chủ Ở đây mình đăng lên trên net, mình đi xin tiền người ta Chỗ nọ chỗ kia ai cũng biết mặt mình hết Mình đưa cái mặt mo của mình ra mình xin khắp thiên hạ nhưng mà khi mình đến mình mình cho người khác á, họ không hề biết mình là kẻ ăn xin ở đây mà mình nói rất là thực tế mình là kẻ đi xin của người khác mình không có để mình cho mình muốn cho mình đi ăn xin mình đem cái thân mình ra danh tiếng của mình ra địa vị của mình ra tên tuổi của mình ra mặt mũi của mình ra để khắp thiên hạ họ biết luôn mình không có giấu mình không có gọi từng người nói ồ oh, cho xin này cho xin kia dạ xin thưa không à, chỉ có để online thôi thôi người này biết người kia biết thế là người ta ta cho thế thì mình làm cái nhịp cầu nối mình làm cái tô mình hứng mình hứng chỗ này rồi mình đưa qua chỗ kia mình làm công việc đó đó và thực tế là đúng y chang có phải vậy không mình ở chỗ này là mình xin nhưng mình xin để làm cái gì? Để mình cho cái chỗ khác Không hơn không kém Mình chẳng có vinh hạnh gì Mình cũng chẳng có phải tự cao gì Mình chẳng có phải hay ho gì Nhưng có điều đó là Mình có thể phát tâm Chỉ vậy thôi Để mà mình có thể làm một cái công việc đó Và mình lấy hết tất cả những cái gì mà người ta tin tưởng mình, người ta hy vọng mình, người ta gửi gắm tình yêu của họ cho mình niềm niềm vui của họ cho mình phước báu của họ cho mình mình cầm hết tất cả những cái niềm tin của họ phước báu của họ hy vọng của họ công đức của họ để mà mình đi làm dùm cho họ chỉ có vậy thôi cho nên thưa đại chúng á cái đó là nói thiệt để quý vị thấy đó cho nên chúng ta cần phải xác lập rõ ràng là ở trong đời đôi khi Chúng ta nhìn lên mình không thấy mình bằng ai đâu Nhưng mà chúng ta cúi xuống để coi Mình còn đỡ khổ hơn biết bao nhiêu là người trong trời đất này Cho nên khi mình làm cái gì thì mình không phải tuệ tri Những cái yếu tố cảm thọ nó xuất hiện Ở trong thân, trong tâm của chúng ta Để từ đó mà chúng ta coi thử coi là cái gì mình mình đang còn thiếu Và cái gì mình đã có Cái gì mình đã làm được, cái gì mình chưa làm được trong đời không ai tài giỏi gì mà một lần người ta có thể làm hết tất cả mọi thứ thành tựu ban đầu thì nó cũng tật những ruột ban đầu thì ngại ngần rất lo sợ không biết phải làm như thế nào không biết phải làm sao làm được hay không và khi người ta suy nghĩ trong đầu của họ quá nhiều những cái thứ những cái câu hỏi và họ không thể clear hết họ không trả lời hết họ không giải đáp được hết á thì nó trở thành cái ngăn cản con đường tiến bước của họ cho nên chúng ta cứ hãy bước đi Ban đầu thì từ từ nhỏ nhỏ thôi Thấp thấp thôi, ít ít thôi Nhưng mà cứ đi như thế Rồi tầng tầng dần dần Mình nâng cấp mình lên Để cho mình lớn hơn, mạnh hơn Vững chãi hơn, thảnh thơi hơn Một đứa bé cũng vậy thôi Ban đầu thì nó nằm nhưng mà cuối cùng thì nó lật được Nó lật được rồi nó bò, nó bò được Rồi nó đi tập tỉnh, nó té lên té xuống Nhưng mà rồi nó cũng cố gắng nó đứng lên nó đi Cuối cùng nó đi được Đi được rồi nó chưa chịu nó chạy cho nên ai cũng vậy trong đời này Ban đầu đó thì cái gì cũng sơ khởi Cái gì cũng không biết, cái gì cũng hư hao Cái gì cũng bể lên bể xuống Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta sẽ thấy Bằng những cái sự vụng về lúc ban đầu Nó sẽ, sẽ trở thành lợi hại mai sau Không ai sinh ra đã biết không ai mà mà tự dưng cái mẹ đẻ ra là đã đã biết hết tất cả mọi thứ mà phải bằng những cái cái yếu tố căn bản thì trên cái phương diện của sự tu tập cũng tương tự như vậy không ai đem đến cho mình sự vượt thoát Không ai đem đến cho mình sự giác ngộ và giải thoát hết và Muốn đạt được những cái yếu tố đó Thì bắt buộc chúng ta phải dấn thân vào để đi Trên ba phương diện đó là Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn Ba con đường này Tự giác Giác tha Giác hạnh viên mãn Tự giác tức là tự bản thân mình chúng ta hãy tìm thấy sự giác ngộ và giải thoát, sự an lạc, sự tịch tỉnh vắng lặng ngay nơi tự thân của chính bản thân ta đây. Cho nên không phải là quy y Phật ở ngoài mà là tự quy y Phật. Phật ở trong. Không phải là quy y pháp là những cái giáo pháp ở ngoài mà tự ta đây nè làm cho mình với cái giáo pháp kia là một. Cho nên phải thâm nhập kinh tạng. Các vị thấy không? Giáo pháp để ở trong tủ kia là giáo pháp ở ngoài là giáo pháp chúng ta đang học đây là giáo pháp ở ngoài hãy đem cái giáo pháp đó ứng dụng vào trong thực tế của cuộc sống của mình để mình và tư tưởng của giáo pháp kia tinh thần giáo pháp kia không còn phân biệt để mình với những cái chúng ta học là vô thường là khổ là vô ngã đó nó không có phân biệt nữa cho nên học cái giáo lý vô thường rồi để mình thấy được rằng tất cả mọi thứ ở trong đời không còn cái gì là quan trọng đối với mình nữa thấy tất cả mọi thứ ở trong đời không còn cái gì là chấp chặt nữa tại vì nó vô ngã mà có gì đâu mà chấp thì cái đó chính là tự quy pháp tự ha để rồi tự quy y tăng tự bản thân mình nhìn thấy cái thể tánh thanh tịnh vắng lặng của mình rồi thứ hai là giác tha giác tha có nghĩa là chúng ta không có ích kỷ phải đem ra mà cống hiến cho cuộc đời làm cho người khác được lợi lạc như ta nếu mà mình thấy cái gì có lợi mà mình giấu mình làm cho mình mình không á mình mình hưởng á thì cái đó là người đó không có yếu tố của sự giác tha mình thấy cái đó đúng, mình thấy cái đó hay Mình giúp cho người khác Họ có được cái hay giống như mình Họ có được cái lợi giống như mình Họ có được yếu tố thanh thản, nhẹ nhàng, tốt đẹp giống như mình Đem cái sự đó ra mà cống hiến Mình đừng có ngại, đừng có sợ Tại vì tất cả những cái gì mà chúng ta có Trong cuộc đời này á các vị nè Thì chúng ta cũng học hỏi từ những người khác hết đó Chúng ta có giỏi bao nhiêu đi nữa Thì những cái mà chúng ta gọi là giỏi đó mình cũng chôn chỉa học lốm của người khác, kẻ nọ người kia. Mà chúng ta bồi bổ cho mình để trở thành mình giỏi. Nhưng mà mình nói mình giỏi vậy chứ so với thiên hạ mình có giỏi không? Sao không? Ngước lên trên còn có một tỷ đứa nó hơn mình. Nhưng mà mình chẳng có cái gì giỏi hết á. Mà mình nhìn xuống dưới thì có cả hàng tỷ đứa nó không biết điều đó. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là mình đem những cái gì mà nó mang tinh thần của tốt đẹp mặc qua cái sự thanh lọc, gạn lọc của mình mình đã làm cái phiểu lọc rồi mình đã thấy rồi mình đã chiêm nghiệm mình đã học rồi thì những cái người như thế này đây nè là cái bóng hào quang của mình đó là người có duyên với mình đó, mình có thể nói người ta nghe mình có thể độ được họ thì bằng những cái kinh nghiệm sàng lọc của mình tiếp thu của mình mình đem cái chất liệu đó cái tốt đẹp đó cái yếu tố mà trên sàn đó đó sau khi mà mình đã xây giả dần sàn rồi đó phải không? Cái gì mà nó vụng về nó rớt dưới rồi á, cái gì mà cát bụi thì nó ra bay chỗ khác rồi đó, mình đem cái trên sàn đó để mình dâng hiến lại cho người khác. Nếu mà họ có cái sự thích thú, có cái cái đồng cảm, có cái yếu tố như mình thì chúng ta hãy trao tặng cái đó thì đây chính là cái yếu tố không vị kỷ, không ích kỷ, đó chính là yếu tố giác tha. Giúp cho người khác cùng nhận ra cái đó, cùng để cho người khác họ giác họ giác như mình đã giác mình đã giác bây giờ để cho người ta giác giúp cho người ta giác làm cho người ta giác thì gọi là giác tha đừng có có tu cho một mình mình tu cho một mình không thì người đó là vẫn là yếu tố có sự ích kỷ không có thể nào đạt đến quả vị nào hết phải đem đi mà cho tặng mà trao tặng cuối cùng rồi là phải trao tặng sau khi anh đã qua cái cửa này rồi thì mới tới cái cửa thứ ba chứ anh không thể nào mà một bước anh nhảy tới cái cửa thứ ba mà anh bỏ được cái cửa thứ hai được không có đâu nha cho nên là chúng ta có có cái gì đi nữa chúng ta có có bất cứ một cái thứ gì thì chúng ta hãy làm sao đó cho người kế bên cạnh của mình người và họ hào quang tức là những cái người mà sát bên cạnh mình đó trước đó à, ví dụ như mình ở đây ha thì những người xung quanh những người xung quanh những người xung quanh những người xung quanh giống như khi mà chúng ta quăng cái hòn đá xuống ở dưới dưới sông dưới biển đó thì nó lăn tăng cái sóng ra thì từ trong này nó sẽ lăn ra lăng ra lan ra lan ra, lan ra. Thế thì những người mà thân cận mình nhất là những người thừa hưởng cái điều mà chúng ta đã đã làm đó trước nhất. Ví dụ bây giờ quý vị đi tu học ở đây, những cái tư tưởng quý vị đã gặt hái ở đây, những điều tốt đẹp quý vị có ở đây, thì cái người mà gần mình nhất chồng mình, con mình, vân vân, những người trong gia đình đó, họ sẽ thừa hưởng cái năng lượng mà mình đã chuyển hóa tự thân của mình và bằng cái năng lượng chuyển hóa tự thân mình. Mình sẽ giúp cho những người này họ có cái nhìn khác Họ thay đổi cái tư tưởng của họ đối với lại Phật giáo, đối với lại sự hành trì, đối với lại sự tu tập. Và bóng dáng của mình, hình ảnh của mình, kiểu cách của mình, lời ăn của mình, tiếng nói của mình, cách suy tư của mình, cách đối đãi của mình, vân vân, tất cả đều để lại bóng dáng trong người khác hết các vị. Mình đừng nghĩ là mình chỉ là một cái cá thể rất là riêng biệt với những kẻ nọ người kia dạy sinh thư không. Ông bà mình nói ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đứa nào nó ở chỗ nào là nó bị cái môi trường của chỗ đó làm cho nó như vậy Anh mà ở Huế thì anh nổi tiếng Huế thôi Người nó ở miền Nam thì biết hát cải lương là chuyện bình thường Chứ gì nữa Rõ ràng là ở đâu thì nó bị cái vùng cái miền đó Cái cái nơi đó Cái phong tục, cái tập quán đó Cái tiếng nói đó nó ảnh hưởng Thế thì chúng ta ở bên đây Thì chúng ta sẽ bị cái văn hóa bên này ảnh hưởng Chúng ta về Việt Nam, chúng ta bị văn hóa Việt Nam ảnh hưởng Chúng ta sống gần chùa chiền, chúng ta sẽ bị cái cách của chùa chiền ảnh hưởng. Chúng ta sống theo thiền, chúng ta bị cái phong cách thiền ảnh hưởng. Và vâng vâng. thực tức là cái mà chúng ta đã du nhập vào. Thế thì khi mà chúng ta đã được tự giác rồi, chúng ta cố gắng giúp đỡ người khác. Và cái cái này để rồi giữa mình với người ta đều đến cái chỗ viên mãn, viên là tròn, mãn là đầy. Viên mãn có nghĩa là tròn đầy. Là rốt ráo. Thế thì cái cửa này, cái cửa thứ ba này nó còn xa lắm. Cái cửa thứ hai này thì cũng cũng còn có thể với tới được. Còn có thể cảm hóa được kẻ nọ người kia. Tuy là trên phương diện mình nói tới trên, trên phương diện rốt ráo thì ngay cả tự giác cũng đã là không rốt ráo rồi. Chưa rốt ráo rồi. Phải vậy không? Tại vì làm sao mà tự giác rốt ráo khi mà tất cả những cái giác tha chưa rốt ráo và giác hạnh chưa rốt ráo thì làm sao tự giác có thể rốt ráo? Nếu anh tự giác rốt ráo rồi Thì anh không còn cái yếu tố của chấp thủ Yếu tố của bảo thủ nữa Yếu tố của chấp ngã nữa Thì mới gọi là rốt ráo chứ Nhưng mà trên cái phương diện anh chưa chia sẻ Thì anh vẫn còn yếu tố của sự ích kỷ Cho nên cuối cuối cùng Là cả ba mình cùng làm với nhau Đừng có đợi mình thành Phật rồi Mình mới xuống đây mà độ chúng sanh Trong cái lúc mình đang thành thành con người tốt Thì mình cũng đã giúp người khác thành con người tốt đó đã rồi ít bữa nữa mình thành ông thánh nhỏ nhỏ tốt thì mình cũng sẽ giúp cho mấy đứa kia nó thành ông thánh nho nhỏ tốt cụ thể là bây giờ nếu mà mình giỏi cái nghề này mình đem cái nghề này mình giúp cho đứa khác tuy là mình chưa có giải thoát cán bộ gì hết mình biết cái này mình lấy cái này mình trao cho đứa khác mình biết nấu cái nồi phở ngon mình chỉ cho đứa khác nó nấu nồi phở ngon đừng có giấu nghề đó là tốt mình biết quay phim mình chỉ cho đứa khác nó quay phim là tốt mình biết chụp hình làm sao đẹp mình chỉ cho người khác chụp hình đẹp phải vậy không đó là tất cả những cái mà chúng ta có thể tự giác và ứng nghiệm trong đời sống này mình có thể làm được mình đừng có đợi tới một lúc nào đó mình viên mãn đừng đợi một lúc nào đó mình giàu có rồi mình mới bố thí cúng dường tu phước đừng đợi tới giờ đó ngay bây giờ đây mình có một đồng mình dám trích ra 10 sen, 20 sen hay là 1 sen, 2 sen. Ok, được rồi. Đủ rồi. Vậy thôi. Rồi khi chúng ta có hai đồng Chúng ta tính theo kiểu hai đồng Chúng ta có 10 đồng Chúng ta tính theo kiểu 10 đồng Chứ đừng có đợi tới khi có 100 đồng Đừng mơ tưởng là khi chúng ta trở thành triệu phú tỷ phú rồi Chúng ta xây một cái chùa thiệt lớn Dạ xin thưa Tới chỗ đó tính sau nha Còn bây giờ nè Anh đang là ăn tiền chính phủ nè Anh đang là những người đi làm công ăn lương nè anh có dám trích ra trong cái số tiền mà anh có đó đó để mà anh làm những cái công việc lặt vặt ví dụ anh có dám đô nay mỗi tháng anh support cho người nghèo trẻ em cơ nhở 5 đồng không mỗi tháng không anh có dám trích cái tiền mà anh làm đó cho hai đồng 3 đồng mỗi tháng không để anh chỉ vậy nuôi dưỡng từ tâm đừng để cho nó mai một và có cái ý nghĩ rằng xương máu của mình công sức của mình tiền bạc của mình Hằng ngày đây chúng ta vẫn còn nhớ tới những chúng sanh đang lang thang và cơ nhở giữa dòng đời này đừng đợi ngày mai mà con mình lớn rồi nó có công ăn việc làm rồi chúng ta có tiền dư thừa rồi chúng ta mới đi làm những chuyện kia thời gian luống qua không biết được không đợi chờ được tới lúc đó chúng ta ngước mặt lên trời mà than rằng giá như mình có thể làm sớm hơn đâu có ai bắt mình phải dâng hết tất cả mọi thứ của mình đó đâu có ai bắt và người ta sẽ không bao giờ vui khi mà chúng ta làm việc đó các vị không ai muốn mình khổ đau khi mình làm cho người khác hạnh phúc không ai muốn như thế cho nên việc đầu tiên chúng ta cần phải xác lập được rằng trên cái phương diện tu tập này khi chúng ta có cái gì an lạc và hạnh phúc hãy nhớ trong tất cả chúng sanh đây vẫn còn có những người thấp cơ lỡ vận cho nên làm cái gì cũng đương nguyện chúng sanh hết á làm cái gì cũng nghĩ nhớ tới chúng sanh hết mình ngủ dậy một giấc cũng nhớ nghĩ chúng sanh rửa tay cũng nghĩ nhớ chúng sanh rửa mặt cũng nghĩ nhớ chúng sanh xúc miệng đánh răng cũng nghĩ nhớ chúng sanh lên nhìn phật cũng nghĩ nhớ chúng sanh bước đi hành bộ bất thương trùng cũng nhớ chúng sanh không có làm gì không nhớ nghĩ chúng sanh mà khi lúc nào cũng nhớ nghĩ chúng sanh hết thì làm sao chúng ta an phận thủ thường làm sao chúng ta có thể tổn hại chúng sanh được tại làm gì cũng nguyện cho chúng sanh mà như vậy thì tỳ kheo sống quán tâm trên nội tâm hay là quán tâm trên ngoại tâm hay quán tâm trên nội ngoại tâm hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm hay quán tánh diệt tận ở trên tâm hay quán tánh sanh diệt ở trên tâm có tâm đây nhưng vị ấy sống an trú chánh niệm để đạt được chánh trí tuệ trí nó là vô thường là vô ngã là niết bàn tất cả những gì nó đang sanh khởi ra đó những cái đó nhìn thấy rõ nó xanh lên rồi nó lại mất đi nó diệt tận giống như thể là ở trên nền trời nó có mây mây đó là mây trắng mây đen hay là hình ảnh như thế nào đó nhưng mà rồi hôm nay nó nó tới ngày mai nó lại bay đi rồi khi nó bay đi đó nó không để là cái tì vết gì hết trước khi tới và sau khi ra đi thì trời vẫn trong như thế Lúc nó tới nó mù, nó u ám, nó che phủ, nhưng mà khi nó ra đi lại là không còn bóng dáng nào hết. Thế thì tất cả những buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê được mất, những cái gì suy tư nghĩ ngợi xuất hiện trong tâm thức của mình. Tương tự như mây đi qua nền trời kia, không để lại tì vết gì hết. Chưa từng để lại tì vết gì luôn. Cho nên cái người mà biết tuệ tri biết quán sát như vậy á thì người đó sẽ không quá đau buồn, sẽ không khổ ở trong cuộc đời. Và chắc chắn là người đó sẽ cầm trô mình rất tốt, sẽ theo dõi mình rất là tuyệt vời, sẽ biết được rằng mình đang ở đâu. Thế nào là quán pháp trên các pháp? Cho nên cái quán tâm đó, cuối cùng chúng ta thấy được yếu tố của sự vô thường. ha Nó thoáng ẩn, thoáng hiện. Thế nào là quán pháp trên các pháp? cái pháp này chúng ta đã học rồi nếu mà theo cái nghĩa hẹp á thì đó chính là cái giáo pháp mà chúng ta gọi là Phật pháp đó kinh điển đó Tam Tạng kinh điển đó còn nếu mà nói cái nghĩa rộng á là nhất thiết pháp tất cả là đều là pháp hết pháp hữu pháp vô pháp nhân pháp quả cái gì cũng là pháp hết một cái cái hoa này nó là pháp nó là một pháp của cô cô nhìn mình Cô nhìn mình là nhìn với Với hai con mắt Thì đúng là nhìn thì phải phải hai con mắt chứ đúng không Thế thì cái này nó là một pháp Nhưng mà bây giờ chúng ta ngắt một cái này ra nữa Ngắt nha Ngắt rồi Ngắt ra nữa Thì nó trở thành Một pháp nữa thì Ngắt thêm cái nữa nha Ngắt thêm cái nữa Rồi Thì nó là Một pháp Rồi tiếp tục Sao nữa ngắt thêm cái nữa thì nó trở thành một pháp nữa. Tức là pháp là gì? Là tất cả mọi thứ. Nó đều là là pháp được hết. Nếu nó trở thành đối tượng của tâm, đối tượng của mắt, đối tượng của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý, khi nào nó focus tới, nó để ý tới, nó hướng tới, thì cái đó là nó có thể nhìn nhận được nó là pháp thế thì từ yếu tố vật chất cho đến yếu tố của tinh thần cho đến yếu tố móng khởi ý niệm vân vân đều là pháp hết đối với năm triền cái năm triền cái là gì tham dục sân hận hôn trầm trạo hối và hoài nghi năm cái triền cái này được gọi là triền cái có nghĩa là cái sự buộc ràng là sợi dây để ràng là buộc gọi là buộc ràng gọi là ràng buộc gọi là cột chặt gọi là cột thắt bị năm cái yếu tố này ràng buộc cột chặt vào gọi là năm triền cái cái không phải là đực cái <laughs> cái không phải là cái giống cái thế thì năm cái này đó chính là tham dục sân hận hôn trầm trạo hối và hoài nghi khi nội tâm tức là khi ở trong lòng của mình khởi lên sanh khởi lên tham dục thì liền biết là nội tâm của mình khởi lên tham dục tức là đây là đối với tất cả năm cái triền cái năm sợi dây ràng buộc khi lòng của chúng ta khởi lên sự tham muốn tham muốn về tài sắc danh thực thì thì mình liền nhận biết nó đang khởi lên sự tham muốn đó và liền lập tức tuệ tri biết rõ nhìn ngắm nó liền rồi khi nội tâm của mình không còn yếu tố của sự tham dục lúc mà tâm của chúng ta vắng lặng sự tham dục thì liền nhận biết tuệ tri nội tâm của mình đã vắng đã không còn tham dục cho nên thế nào là chứng đạo Người chứng đạo đó tự thân của họ biết Họ biết tâm của họ còn khởi lên tham dục hay không Còn khởi sân hận hay không Còn gửi lên si mê hay không Nếu tâm của họ còn vướng Còn bận Còn bị cái kia chi phối Thì rõ ràng hạt giống có sinh tử Là bắt buộc họ phải đi Còn tâm của họ mà không bị vướng, vướng bận Thì người đó liền lập tức biết Người đó người ta chứng đạo người ta vẫn có hai con mắt vẫn có cái lỗ mũi cái miệng như mình vẫn có tay chân như mình chứ không phải là lúc đó nó ba đầu sáu tay lúc đó nó không có không có bay lên trời mà nó không có chui xuống xuống đất cho nên trong tất cả chúng ta ngồi đây ai biết được kẻ nào chứng đạo cỡ nào chưa chắc là là các vị à, không bằng chúng tôi đôi khi là thầy chúng tôi nữa thì sao phải vậy không mình đâu có biết trước được cho nên thấy mà ngồi trên này nói cô bộ hay lắm nhưng mà thật ra chứng đạo không không chưa có chứng vẫn còn tham vẫn còn sân vẫn còn si vẫn còn mạng nghi thân kiến biên kiến kiến thủ giới kiến thủ tà kiến cho nên vẫn còn lang thang trong sinh tử này chứ nếu không là lên bàn thờ nó ngồi mất rồi nếu không là quý vị lại sói tráng rồi gọi là bồ tát nọ phật kia rồi cho nên mà còn lang thang trong dòng đời này còn nói đâm điều ba chuyện thế này đây là đó đó vẫn còn lang thang trong sinh tử mà lang thang trong sinh tử thì chắc chắn tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến nghiên thủ giới công thủ tà kiến vẫn còn còn chắc chắn là còn nhưng mà ít hay nhiều mà thôi rõ ràng là như thế tham dục kiết sử phiền não vẫn còn cho đến ngày mà rốt ráo cuối cùng á cho đến khi mà lậu tận đã hết rồi đó thì may ra cho nên là hỏi chứ tại sao thầy còn mà thầy lại dạy chúng con bỏ dạ hồi nãy nói rồi đó ta tự giác chút nào thì ta đem chút đó ra ta chỉ còn nếu mà không nghe hả thì thôi đi về chứ sao bây giờ chứ nếu mà bây giờ đợi mà cho đến ngày mà giác ngộ rồi chắc chắn gì quý vị đã tin quý vị sẽ không tin đâu quý vị sẽ sẽ không nghĩ là uh, một cái người ngồi đó đang nói chuyện với mình đó là phật đâu nếu mà mình còn cái chấp ở trong đó mình sẽ không thấy được người nào là phật hết mình sẽ không thấy ai là bồ tát hết các vị cho đến khi nào lòng tham lòng chấp thủ của mình trong đời này nó dứt ánh mắt cái 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 cặp kính màu tham lam sân hận si mê của mình có thể dẹp bỏ thì mình nhìn thấy ai cũng đẹp hết Nhìn thấy ai cũng hiền hòa, ai cũng vui nhí, ai cũng an lành hết. Còn nếu mà chúng ta đã đeo cái cặp kính màu đó rồi á, mình nhìn thấy ai, nó cũng nhợt nhạt, nó cũng tê tái hết. Là bởi vì sao? Bởi vì cặp kính màu chúng ta đeo đó. Bởi cái chấp thủ chúng ta đang có đó, nó đã bủa vây lên tất cả tâm thức của mình rồi. Cho nên ai mà chúng ta nhìn tới, nó cũng bị nhốm màu đó cả. Đối với lại một người nào, mà họ đã có cái à, trong lòng của họ, đã lưu giữ một cái vết tích nào thù hằn rồi á thì người đó họ nhìn cái đối tượng mà đã bị cái vết tích kia rồi, nó không còn đẹp nữa, nó không còn trơn tu nữa, dẫu là bây giờ người kia họ có thay đổi cho đến sạch sẽ đi nữa thì thì họ vẫn nhìn người kia méo mó. Cho nên khi nội tâm không còn tham dục thì tuệ tri thì nhận thức một cách rõ ràng là nội tâm nó không còn tham dục chỉ cần như vậy thôi không cần phải ồ oh, nó không tham dục rồi giờ sao ta chẳng lẽ giờ không tham dục rồi rồi sao nữa thế thì người ta chỉ cần nhìn đó thôi cần thấy là mình không có còn cái yếu tố đó nữa chỉ nhìn như vậy dừng lại ở đó khi nội tâm sân khởi sân hận thì tuệ tri liền nhận biết liền là nội tâm của mình sân khởi cái sân hận thấy cái sân hận nó đang nổi lên. khi nội tâm không còn sân hận thì tuệ tri là không còn sân hận. khi nội tâm hôn trầm, hôn trầm là gì? là buồn ngủ đó, mê mê mang mang, à, lúc tỉnh lúc à, lúc mê, làm không biết mình làm, mơ mơ màng màng, hết chuyện này tới chuyện kia lơ lơ láo láo, kiểu nó vậy đó. Thì đối với lại những người hôn trầm này Thì khi đó Cái này mới khó là nghe Mình hôn trầm mà mình phải nhận biết hôn trầm Thì là hết hôn trầm bả rồi Khi ta hôn trầm Có nghĩa là Mơ mơ màng màng Không biết mình là gì Nhưng mà lúc đó mà nếu chúng ta nhận biết được mình á Thì mình đã tỉnh rồi Mình đã dứt ra khỏi sự hôn Hôn trầm Giống như người nằm mơ Biết mình mơ là hết mơ rồi. Cho nên trong cơn mơ người ta rất là không không có tỉnh giác. Còn khi mà biết được là người ta đã tỉnh rồi. Cho nên trên phương diện này cũng tương tự như vậy. Khi mà sanh khởi hôn trầm, người đó tuệ tri nhận thức rõ là trong tâm của mình đang khởi lên sự hôn trầm. Và khi không có hôn trầm thì cũng tuệ tri cũng biết rõ là không có hôn trầm khi cái tâm này sanh ra sự trạo hối trạo hối hay là trạo cử đó tức là vọng động tâm của mình dao động tâm của mình không có định tĩnh rối loạn bắn loạn thì mình liền biết là tâm của chúng ta sanh khởi sự trạo hối này khi tâm không còn trạo hối thì tuệ tri nội tâm không còn trạo hối nữa vắng lặng yên bình không có sao động không có xuống sang khi tâm của mình sanh khởi sự hoài nghi, nghi ngờ, nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái kia, thì nội tâm của mình sanh khởi sự hoài nghi, thì nội thì biết rõ là nội tâm đang sanh khởi hoài nghi. khi nội tâm không còn hoài nghi thì tuệ ti là tâm không còn hoài nghi. À, phải nhận thức cho thật là rõ như thế. Nên có một lần nọ, vị gia chủ này ông ta giàu có lắm và trước nhà của ông ta có một hòn đá thì ông ta muốn tạc cái hòn đá đó thành một cái biểu tượng nào đó để xứng đáng xứng đáng với lại cái căn nhà đẹp của mình vậy là ông ta đi kêu những người thợ tới để mà tạc cái bức cái cái cái, cái hòn đá ở trước nhà của mình đó làm như thế nào mà cho nó thích hợp thế thì người thứ nhất nói là bây giờ ông giàu có như thế này đây thì tôi sẽ tạc cho ông cái hình cô gái đứng ở phía trước nhà rất là đẹp thế ông ta nói cũng có lý Thế thì người thứ hai Người này mới nói chứ Tôi thấy ông giàu có như thế này Thôi bây giờ tôi tạc cho ông Cái con sư tử Đứng ở trước nhà Để thể hiện cái quai phong lẫm liệt hùng dũng à, Ông này cũng thấy có lý Thế thì gặp một người nữa Người này nói chứ Tôi thấy ông giàu có như thế kia Là bởi vì phước báo ngàn đời rồi Cho nên bây giờ mới dễ giàu Mà có được cái phước báo như vậy cho nên thôi bây giờ tôi tạc một hình đức phật để cho ông ở đây ông có thể làm phước báu tu tập noi hạnh của đức phật mà nuôi dưỡng cái phước báu của mình để mình có giàu có tiếp tục thế là ông nào mới suy nghĩ lý do tại sao mà một cái hòn đá như vậy mình nhìn nó không ra cái thứ gì hết nhưng mà đứa này nhìn thì ra cô gái đứa kia nhìn thì ra một con cọp nhưng mà đứa khác nó lại nhìn nó lại ra một ông phật vậy thì có phải chăng trong hòn đá đó nó đã có cô gái nó đã có ông cọt và nó đã có ông phật luôn thế thì trong tất cả chúng ta y chang như vậy các vị đôi khi mình nhìn một người nào đó mình thấy đó là quan âm bồ tát nhưng mà đứa khác nó nhìn thì nó làm sao nó thấy là cọp cái <laughs> phải không người này nhìn thì nó là kẻ ăn xin nhưng mà người khác nhìn thì đó là một đại thí chủ đó. thế thì làm sao mà chúng ta có thể tại vì trong một con người của chúng ta đây không có phải lúc nào tại vì tâm vô thường cho nên có lúc nó là cọp trái thiệt nhưng mà có lúc nó là quan âm thiệt quan trọng ở chỗ là chúng ta nhìn cái lúc nào và làm sao có thể đào bới tìm kiếm sới ở trong cái con người kia lấy cái chất liệu tốt nhất mà cái đó mình mong muốn và mình tạo cho cái con người kia tạo cho cái hòn đá kia trên trời rơi xuống mấy triệu năm nay đó mà nó lang thang trong sinh tử này bây giờ nó gặp mình đó cái hòn đá đó mình đẻo cái cái hòn đá đó theo như ý nguyện của mình muốn thì chúng ta hãy cố gắng làm sao đó mà uống nắng cái đối tượng kia làm cho đối tượng kia trở thành điều mà chúng ta mong muốn ta trở thành người tạc tượng mà muốn như vậy á mình 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 muốn tạc cái đối tượng kia đó trở thành cái đối tượng mà mình mong muốn đó, thì chí ít á, bản thân mình cũng có một phần nào đó của cái đối tượng kia mình mình thấy á, mình thấy muốn tạc cái đối tượng kia trở thành ông phật thì đôi mắt của mình phải hình dung ông phật nó như thế này đó cái miệng nó phải luôn luôn cười tươi 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 phải chưa thì chí ít mình phải thể hiện trong đời sống của mình là mình cũng nhìn như vậy đó nó hiền như vậy đó mình phải cười cho nó làm sao mà nó giống giống Phật á chứ đừng có nhìn cái kẻ kia mà mình cười theo cái kiểu của mỉa mai mình xỉa sói nhìn có nửa con mắt thôi thì lúc bấy giờ làm sao mà mình mình tạc cái đối tượng kia cho ra được các vị cho nên chúng ta muốn đối tượng kia như thế nào tốt như thế nào thì chí ít mình cũng phải tốt như vậy chí ít để đối tượng kia nó tốt với mình đó là sự ảnh hưởng qua lại trong cái đời sống này như vậy thì vị ấy sống quán pháp trên nội pháp hay quán pháp trên các ngoại pháp hay quán pháp trên nội và ngoại pháp hay sống quán cái tánh sanh khởi trên các pháp hay quán cái tánh diệt tận trên các pháp hay quán cái tánh sanh diệt trên các pháp. Có các pháp ở đây. Tức là lúc đó chúng ta nhận biết được rằng các pháp đó có mặt ở đây, có mặt cái gì? Có mặt của tham dục hay không tham dục, sân hận hay không sân hận, hoài nghi hay không hoài nghi, trạo hối hay không trạo hối, hôn trầm hay không hôn trầm, người đó quán sát và thấy được rằng nó đang có mặt ở đây là cái gì. Vì ấy sống an trú chánh niệm để đạt đến chánh trí, tuệ giác các pháp đều là vô thường. Vô ngã, niết bàn vị ấy an trú trong chánh niệm để đạt đến yếu tố của chánh trí để biết rõ các pháp này đều là vô thường cuối cùng là đi tới đó thôi không những cái yếu tố này đều là vô thường đều là vô ngã hết nó không có tự thể nó đều do cái yếu tố của tương tác tương quan mà sanh ra mà thôi cho nên nó không có gì bền chắc hết vậy mà con người ta cứ giữ sự bền chắc cứ mong đạt được sự bền chắc và cứ muốn sự bền chắc đó này các thầy như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái nên năm triền cái này là cái chướng đạo mà cho nên là rất dễ xảy ra trong đời sống của mình cho nên dùng đó làm đối tượng để mà quán luôn rồi tiếp tục đối với năm thủ uẩn đó là sắc thọ tưởng hành và thức sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn trong năm cái thủ uẩn này thì vật chất là sắc à, tất cả bốn cái khác là tinh thần cho nên chúng ta thấy rõ ha yếu tố của của vật chất tiền tài danh tiền tài sắc đẹp uh, gì đó uh, những cái thứ uh, chúng ta có thể uh, sờ mó được uh, nhìn ngắm được đây hiện hữu đây là, là một phần thôi còn bốn phần nữa là là tinh thần đối với năm thủ quẩn đối với sắc thì tuệ tri sắc là vô thường là vô ngã là niết bàn là rỗng lặng đó niết bàn đó có nghĩa là yếu tố vắng lặng đó. thấy sắc nó vô thường nó thoáng một cái là nó thay đổi liền nó hiện hữu như thế này đây nhưng mà không phải là nó như thế này đây thấy vậy đó mà không phải vậy thấy tiền bạc nó cũng là sắc đó nha vật chất mà thấy nhà cửa nó cũng là sắc xe cộ nó cũng là sắc bóng dáng kiểu cách mẫu mã hình ảnh trẻ trung nhưng mà không có, có last long không có trường tồn cho nên đó là vô thường không có bao giờ là thường hết đó nó không có thường đâu không có thường nghe các vị nghe nó không có nó không có phải vậy là vậy cái này mình nói bao nhiêu lần rồi ha quá trời rồi quá chừng rồi cho nên cần phải thấy nghe các vị đối với tất cả các pháp đối với tất cả các sắc À, là yếu tố của sự vô thường. Nó không phải là thế, nó không thể là thế, nó không bao giờ là thế. Cho nên đừng bao giờ cho rằng nó là vậy, là vậy. Đừng bao giờ cho rằng nó là vậy, là vậy, là người Việt Nam đó. là vậy. Đừng bao giờ cho nó là vậy hết. À, mà nó luôn luôn không phải là vậy. Bây giờ các vị có thể là hình dung ra tất cả Nó không phải là vậy Chồng mình nó không phải vậy Khi mới cưới nó khác <laughs> Gục đầu nó chứ chứ chịu không nổi luôn Nhưng mà ổng cũng sẽ nói là, là bà cũng không phải là vậy Thì cũng là đúng Ngày xưa tâm nó khác, ngày xưa nó thương mình nó Trời ơi, một một là anh một là anh, một là anh, một là anh, hai là anh, ba là anh Bây giờ là ổng <laughs> đúng không <laughs> ngày xưa là phải đợi về ăn cơm bây giờ thôi dứt <laughs> trước đi về ăn mình đi giờ buồn ngủ hả ngủ một mình không có còn nhớ không có còn good nai ngủ ngon nghe không có đâu phải không <laughs> biết hết trơn hả thế thì đối với sắc không, không phải là vậy Nó luôn luôn không phải là thế Luôn luôn không phải là hiện hữu Chưa từng là hiện hữu Thấy hiện hữu Nhưng mà thật ra Không có hiện hữu Cái này là, là rất là khó để mà tiếp cận đó Nhưng mà thấy như vậy nhưng mà không phải vậy Luôn luôn khác vậy Luôn luôn không có giá trị thường tồn tại Ở bất cứ khoảnh khắc nào tại vì nó không có nó, nó, vô thường mà nó phật nói là vô thường phải không phật có nói là giờ này là vô thường không ngày này là vô thường không ngày mai là vô thường không năm trước là vô thường không năm sau là vô thường không thế vô thường trong trong lúc nào trong tất cả vô thường vô thường trong tất cả trong khoảnh khắc nhỏ nhất cũng đều tồn tại giá trị của vô thường. Vậy thì, nếu như chúng ta có thể chia thời gian ra một cái đơn vị thật nhỏ, đơn vị nào mà tâm chúng ta có thể nghĩ tới được, cái nhỏ nhất của sát na tâm đó, thì trong cái khoảnh khắc của sát na tâm đó, nó vẫn là vô thường, nó vẫn là không thường. Vậy thì, cái gì tồn tại trong những sát na kia, nó cũng không thường. Nó cũng vô thường nó cũng không phải là nó nó cũng không phải là nó trong từng cái sát na tâm kia luôn vậy thì có thể nói là nó chưa từng là nó tại nó có thường đâu mà là nó nếu như nó thường thì nó mới là nó chứ ấy thế mà con người ta bị ngôn ngữ bị hình ảnh bị tư tưởng bị sự bám víu bị sự chấp chặt cho rằng cái này là cái này cái này là cái này cái kia là cái kia cái khác là cái khác vì bám chấp cái đối tượng khu biệt bởi giá trị của ngôn ngữ đó mà con người ta không thấy được cái giá trị ẩn tàng bên trong nó chưa từng là nó cho nên đánh lận con đen mà ngôn ngữ đó nó là vỏ đón không có lý do để tồn tại trước giờ gọi vậy là gọi vậy xưa giờ gọi vậy là gọi vậy thôi không hề biết tại sao người ta gọi nó như vậy không có lý do để nó tồn tại cái giá trị của ngôn ngữ đó cho nên nó nó gọi như vậy là để khu biệt cái này với cái khác mà thôi cái khác họ gọi khác cái này họ gọi khác như vậy thì để phân biệt hai cái này cho nên chọn cho nó hai cái khác nhau để gọi khác nhau vậy thôi Chứ nó không có lý do gì để nó tồn tại cái đó hết Cho nên nó chưa từng là nó Hay nhỉ <laughs> Cho nên ta chưa từng là ta ha Cho nên ai có chửi ta cái gì nữa thì cũng ok ha Ta chưa từng là ta mà Nó chửi đứa khác cái đâu phải chửi mình Ta chưa từng là ta mà Thì nó chửi ai Nó chửi không khí thì có Nó chửi không không Ta ta không có mà nó chửi ta là lấy cái gì ta hứng Hả vậy chưa nó chửi giống như nó chửi bong bóng nó chửi nó chửi cái bóng tại ta cũng là cái bóng mà ta hiện hữu đây cũng là cái bóng của của cơm của gạo của rau củ của con gà con tôm con cá gì đó thôi cái mà bị hai scene cái ẩn tàng ở bên trong á cái mà tạo nên cái ta hiện hữu 120 trăm hai đây cái behind hai đó đó là nó cây canh bí đỏ hồi trưa đó cái đó đó cái bì hai ở sau đó cái đó nó, nó nuôi cái này nè chứ còn mà nếu mà chửi cái này không thì thôi chứ có cái gì đâu mà chửi ta phải không vậy đó ngang mà nếu mà nó lọt vô lỗ tai rồi đó hả trời ơi một trời khổ đau xuất hiện nó buồn ba ngày không hết nó không lên đi nữa khổ vậy đó tiếp tục Đối với lại các thọ Bây giờ thọ tưởng hành thức là giá trị của tinh thần Cho nên con người ta khổ vật chất thì ít Mà khổ tinh thần thì nhiều Bây giờ đầy đủ vật chất rồi Hỏi có khổ không? Có, khổ cái gì? Khổ cái gì? Bây giờ quý vị khổ cái gì? Các vị thấy không? Ăn, các vị có dư ăn không? Dư Mặt, dư mặt không? Dư, ấm thân không ấm thân mùa lạnh có lạnh không không mùa nóng có nóng không không vậy mà khổ hả nghĩ sao khổ vậy bây giờ có có không đi làm đi nữa cũng, ở, cũng ăn suốt đời không hết cái gì nữa đi vô đây cạo đầu đi đàn na tính thế họ nuôi cho mình tu không chịu nữa chịu đi cày hơn thích đi cày hơn phải vậy chưa ai bỏ các vị ai bỏ các vị đi tu đi chết mình chịu cho từ cái ngày mà đức thế tôn thành đạo tới bây giờ đệ tử của phật không có ai thiếu ăn mà chết hết các vị Nghe. Cái phước của Phật lớn như vậy đó Chưa có cái ông thầy chùa nào Bưng bát đi sinh mà thiếu cơm ăn Để tới chết hết á, Mà người đó hả không có đi làm Người đó chỉ có nghe kinh thuyết pháp Giảng đạo Sống trên phương diện của hướng dẫn tâm linh Không có ông thầy chùa nào chết đói hết Thì cho các vị biết là có phước của Phật cỡ nào Quý vị thử đi tu đi có chết đói không? Ai sợ chết đói đi tu đi Mà tu cho ngon lành đó nha Chứ đừng có nói mà Đi tu mà không ngon lành Tu là tu ra tu đó ừ, Tu cho đáng đồng tiền bát gạo đó Cho nên là Đối với các cảm thọ Đối với thọ Thì tuệ tri Thọ này là vô thường Là vô ngã Cũng là yếu tố của sự niết bạn đối với tưởng tuệ tri tưởng cũng là sự vô thường vô ngã những cái tư tưởng nó xuất hiện trong đầu óc của mình tưởng cái chuyện nọ chuyện tưởng chuyện kia cái này đây là vọng tưởng là dễ dễ thấy nhất nè, yếu tốt của vọng tưởng đối với các hành là nó cũng vô thường hành động động lực thúc đẩy sự làm cái nọ làm cái kia của thân của miệng của ý À, của tay chân vân vân tất cả mọi thứ động lực hành động nó cũng vô thường luôn nó cũng vô ngã luôn đối với thức hiểu biết tri thức nhận biết cần phải tuệ tri được nó cũng là vô thường vô ngã tức là đối với năm thủ quẩn tức là năm cái yếu tố tác tạo nên hình hài bóng dáng này đây nó đều chịu sự chi phối thấy rõ nó là vô thường nó là vô ngã thấy nó, nó nó hiện hữu đây nhưng mà nó chưa từng hiện hữu đây. Thấy nó hiện hữu đây nhưng mà nó lại mất ở tại đây. Nó chưa từng là là thường một phút giây nào hết. Trong cơ thể này nó chưa từng là một phút giây nào là nó hết á. Cho nên là 40 năm trước là một bé bi. 40 năm sau là một người đang ngồi đây. Hoàn toàn khác nhau. Vậy thì khi nào nó khác cái khác nó xảy ra khi nào? Nó xảy ra khi mới sinh ra hay nó xảy ra hôm qua? Vậy nó xảy ra khi nào? Mình có thể hỏi hết trong thiên hạ này coi. Cái khoảnh khắc thay đổi từ một bé bi cho đến một cụ già tóc bạc. Sự thay đổi đó xảy ra khi nào? Hay nó khác hơn khi nào cũng thay đổi? Khi nào nó cũng thay đổi Mà đã nói là khi nào cũng thay đổi Thì có khi nào nó là nó không Nếu mà khi nào nó cũng không phải là nó Thì có phải là vô thường không Có phải là không thường không Có phải là không thường trong từng khoảnh khắc không Tại vì nó chưa từng là nó Nó không phải là nó Trong, trong, trong khoảnh khắc luôn và nó không phải là nó đó Thì nó là vô ngã Chứ là gì Ta không phải là ta Nó không phải là nó Mày không phải là mày Tao không phải là tao Ta không phải là ta. Vô ngã, ta không phải là tao thì nó kỳ nhưng mà ta không phải là ta, vô ngã đó. Ngã là ta, tao mình nè, mình không phải là mình. Cho nên mình là vô ngã. Được chưa? Dễ hiểu không? Ừ, dễ dạ thôi. Giờ giờ thấy mình vô ngã chưa? Thấy ta không phải là ta chưa? Hay là thấy ta là ông trời. Thấy ta là tất cả. Như vậy thì thân năm uẩn này đều là vô thường, đều là vô ngã hết, và thấy được hai cái yếu tố này là thấy niết bàn đó nghe, mà không thấy được là thấy địa ngục đó. <laughs> thì ngược lại thôi, lúc nào mà mình thấy nó là thường, lúc nào mình thấy nó là ngã thì cái niết bàn này sẽ là đó, địa ngục thôi, dễ mà, sẽ lúc bây giờ để ta không thấy ta là vô thường nữa mà ta thấy ta là thường, ta thấy ta là ông một ông nào đó đại bự, ta thấy ta là danh, là phận, là địa vị, là cái gì đó cao thật là cao nghĩ ra chứ ông thầy chùa cuối cùng cũng chỉ là một người khất sĩ thôi mà danh giá gì trong đời người ta đã từ bỏ hết tất cả mọi thứ cha mẹ cũng từ bỏ vợ con cũng từ bỏ nhà cửa cũng từ bỏ địa vị cũng từ bỏ mà chẳng lẽ đi 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 làm thầy chùa rồi kiếm cái danh sao nếu mà ta đi kiếm danh thì ở nhà ta đi kiếm danh đi ở đời ta đi kiếm danh đi ta làm vua làm chúa đây chứ mắc gì đâu đi vô chùa để làm ông thầy chùa để được cái danh thầy chùa vậy và đặt họ là hot mân <laughs> bây giờ có mấy cái từ ha nổi tiếng quá thì gọi là người ta là hot girl hot boy còn mà nếu mà ông thầy chùa nổi tiếng quá thì gọi là hot mân <laughs> nhờ tuệ tri như vậy mà diệt trừ được yếu tố của sự ngã chấp các vị thấy không nhờ thấy rõ như thế mà diệt trừ đi cái bản ngã của mình Cái chấp thủ của mình Cái ngã của mình Thấy mình không có là gì hết Trong vô cùng Thấy mình không là gì hết Đối với tất cả mọi người Diệt trừ cái ngã chấp đó Quán đối với sáu nội xứ Sáu ngoại xứ Tức là ngoại nội và ngoại xứ Nội và ngoại ở đây có nghĩa là Sáu xứ nội Sáu xứ nội có nghĩa là mắt tay mũi lưỡi thân ý Sáu xứ ngoại có nghĩa là sắc thanh hương vị xuất pháp hay nó khác hơn là lục căng và lục trần cho nên được gọi là đối với sáu nội ngoại xứ khi mắt thấy sắc mắt đây nè tức là là yếu tố của căng đó thấy chưa mắt tai mũi lưỡi thân ý đó là yếu tố của căng và sắc thanh hương vị xuất pháp là yếu tố của trần thế thì khi mắt thấy sắc tham ái sanh thì tuệ tri là tham ái nó sanh khi mắt mình nhìn thấy cô đó đẹp mình thích thì mình đừng có chạy theo nó ngang mà mình phải là liền nhận biết là mắt mình thấy cái đẹp mình sinh ra thích thấy thích mình biết là mình đang thích thấy được cái thích của mình đang thích khởi lên trong lòng mình dừng lại đó thì cái cô gái kia biến mất tích rồi tự nhiên cái nó lủi đâu mất tiêu mà lúc bây giờ mình sẽ trở lại nhìn thấy cái thích mình đang khởi lên trong lòng của mình và mình không chú ý cô gái kia nữa mà mình lại chú ý cái cái tâm mình các vị thấy không? Nó lợi hại vô cùng dùng tất cả mọi thứ làm phương pháp để mà quán 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 chiếu hết nó giống như tất cả các pháp nó đều là một cái tấm gương để mình có thể soi vào đó mà thấy được mặt mình dùng dùng tất cả mọi thứ đều là tấm gương để soi mặt mình hết khi mắt thấy sắc tha mái nó không sanh ra thì liền nhận biết là trong lòng của mình khi mắt nhìn thấy sắc tham ái không sanh ra. Nhìn thấy trong tâm rõ ràng như vậy. Tiếp tục khi tai nghe tiếng mà nếu tham ái nó sanh thì liền biết rằng nhận thức rõ ràng rằng tham ái về âm thanh đó nó được sanh ra. Khi mình nghe một bản nhạc, mình thấy thích cái bản nhạc này thì thì mình lại lắng tay mình nghe mà lúc khi mà mình nghe cái bản nhạc đó mình quên đi là mình đang thích thú, đang lắng nghe cái bản nhạc kia Mình đi theo bản nhạc kia Chứ mình không có trở về lại nhìn ngắm Mình đang nghe cái bản nhạc kia Tiếp tục Khi tai nghe tiếng Tham ái nó không có sanh ra Và chúng ta liền nhận biết là cái tham ái đó Nó không có sanh ra Trên cái yếu tố của cái tiếng nghe kia Liền nhận biết nó như thế Và tương tự khi mũi Ngửi mùi vị Ngửi mùi thì coi coi là cái mùi kia tha mái có xanh không Nếu tha mái xanh thì biết là nó đang xanh Cái mùi đó Nhận biết là mũi của mình đang tiếp xúc với mùi đó Nếu như mà sinh ra đấm nhiễm Thì liền nhận biết rằng mũi của mình đang đấm nhiễm cái mùi kia Và khi hửi mùi đó mà thấy được là tâm của mình Nó không có bị bám Thì mình liền lập tức nhận biết nó không bị bám bởi cái mùi kia Tương tự như vậy Đối với lưỡi, nếm vị vị ngon hay vị dở khi tiếp xúc mình coi coi tâm của mình có bị cái vị ngon kia không không nó xuất hiện trong, ta, trong tâm hay không nếu nó xuất hiện liền nhận biết nó xuất hiện nếu không xuất hiện liền nhận biết nó không xuất hiện đối với thân xúc chạm khi thân mình tiếp xúc với nóng với lạnh với mềm mỏng với cứng vân vân thì chúng ta liền lập tức xuất hiện những cung bậc vừa lòng hay không vừa lòng của sự tiếp xúc bằng thân đó thì chúng ta cũng liền nhận biết coi yếu tố đó là cái gì nhưng mà con người ta thì thường á trượt theo cái dốc của sự cảm dục của cái sự tham dục về về cảm thọ cho nên con người ta đi theo nó luôn thấy cái gì mà thân mà xúc chạm mà nó êm ái nó mềm mại á là thích cái đó luôn đi theo cái đó luôn mà không có dừng lại để quán là ồ mình đang bị cái thân này lôi kéo đi vào cảm thọ của thọ lạc tiếp xúc cho nên nếu mà người mà thực tập cái này thường xuyên á, Là người đó Nó an trú ở trong cái định ghê lắm Tại vì tất cả khi nào mà mình trở về lại là lúc đó nó định liền Tâm của mình không đi theo Mà mình làm chủ những cái giá trị của cảm thọ Cho nên định xuất hiện Đối với thân, đối với ý cũng tương tự như thế Ý suy nghĩ chuyện này, ý suy nghĩ chuyện kia liền lập tức chúng ta quay trở về nhận thức là Ồ nó đang bay nhảy, nó đang chú ý Nó đang đi theo trần cảnh liền lập tức quay trở về nhận diện được yếu tố của ý đó để cho nó được an trú nhờ tuệ tri như vậy thì mới có thể hộ trì các căn các căn một cách miên mật nhờ như vậy các vị nhờ như vậy có nghĩa là nhờ thế nào nhờ như vậy là nhờ thế nào nhờ biết rõ và theo dõi tâm hành của mình trên yếu tố của sự tiếp xúc khi các căn tiếp xúc với trần khi các căn tiếp xúc với trần cảnh thì chúng ta biết rõ như thế đó thì lúc bấy giờ đây chúng ta hộ trì, hộ trì có nghĩa là giữ gìn nuôi dưỡng, giữ gìn các căn của mình không theo mọi thứ, giữ gìn cái đó, bảo vệ cái đó một cách miên mật, giữ gìn sáu căn luôn thanh tịnh và không đắm nhiễm sáu trần. Lúc bấy giờ mới gọi là sáu căn không đắm nhiễm sáu trần. Còn nếu mà chúng ta không hộ trì miên mặt Không biết như vậy Thì khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần Chúng ta liền quên đi mất mình Liền bỏ rơi mất mình Liền đánh rơi mình mất Liền để mình đi theo trần cảnh Đi theo những sự tương tác Của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý Bị cây sắc thanh hương vị xúc pháp kia nó lôi đi Đối với bảy giác chi Tức là thất giác chi Hay là thất giác ý Hay là thất bồ đề phần Đều như nhau khi mà nội tâm không có niệm giác chi Thì tuệ tri rằng không có niệm giác chi Thất giác chi là gì? Trạch pháp, tinh tiến, hỷ, khinh an, niệm, định và xã Thế thì khi mà yếu tố trạch pháp xuất hiện Thì chúng ta cũng tương tự như vậy Đối với trạch pháp Khi nội tâm mà không có trạch pháp tức là không có sự lựa chọn pháp thì phải biết được rằng tâm của mình không có sự lựa chọn pháp lựa chọn pháp tức là có có bốn cái phương pháp mà chỉ cho các vị rồi đó bốn phương pháp đó là gì y pháp bất y nhân gì nữa y nghĩa bất y ngữ y trí bất y thức y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh khi mà chúng ta mà đi theo người khác đó Đi theo tư tưởng của người khác Thì chúng ta biết là mình đã đi sai rồi Tại sao vậy? Tại vì đó chưa phải là cái yếu tố chân lý Mà tại sao mình phải đi theo Phải vậy không? Người ta nói thì người ta cứ nói Mình nghe thì mình cứ nghe nhá. Nhưng mà cái yếu tố đi theo hay không Mà mình chưa suy tư nghĩ ngợi rõ ràng á, Mình chưa biết đúng hay sai Mà mình đi theo là nguy hiểm ghê lắm luôn cho nên cần phải có yếu tố trạch pháp trạch pháp là cái pháp đầu tiên trong trong bảy cái giác chi bảy giác chi bảy giác ý hay là thất bồ đề phần tức là bảy phần bồ đề bảy phần giác ngộ một trong bảy phần giác ngộ đó cái giác ngộ đầu tiên là sự lựa chọn vì sao phải là sự lựa chọn vì anh lựa chọn sai thì anh sẽ đi sai anh có cố gắng tinh tấn phấn đấu hết mình nhưng mà anh sai con đường là anh đi sai uổng phí cả một thời gian cho nên việc đầu tiên là phải lựa chọn cho đúng Lựa chọn đúng xong rồi thì gì nữa Tinh tấn Khi anh lựa chọn rồi mà anh cứ đứng yên tại chỗ Anh không làm gì hết Thì kết quả có không Không Anh phải dấn thân vào phải Ngày đêm miệt mài Tinh cần, siêng năng Không gián đoạn, không thối thất, không thối chí Không nản lòng, không bỏ cuộc nữa chừng Cho nên đối với yếu tố của tinh tấn này Nó gồm có năm yếu tố khác nữa phụ trợ đó là quên mất rồi cố gắng thêm học nữa ôn tập sơ phát gia hạnh vô hạ vô thối vô tốt <laughs> cho nên sau khi mà đã đã cố gắng rồi đã chọn lựa được một cái gì đó tốt rồi á cố gắng kiên trì thứ nhất là phát khởi lên cái lòng không bỏ cuộc cái lòng hướng tới cái đích cuối cùng gia hạnh là bỏ thêm vào hành động của mình lúc nào cũng phải bỏ thêm bỏ thêm bỏ thêm chứ đừng có lấy bớt ra vô hạ đừng có bao giờ hạ mình thấp xuống đừng cho rằng cái sự lựa chọn của mình lúc ban đầu đó là sơ cơ là non nớt là yếu mềm là nhỏ không có đâu cứ theo đi vô thối đừng bao giờ thối chuyển đừng bao giờ bỏ cuộc vô túc đừng bao giờ cho rằng mình đã đủ rồi đã đã tốt rồi đã đẹp rồi đã hay rồi đã rốt ráo rồi dạ xin thưa không chừng nào đạt đến kết quả vô thượng bồ đề vô thượng giải thoát không còn cái gì hơn nữa đó thì lúc đó mới thôi chứ đừng có, có cho rằng á, thỏa mãn nửa đường vì dừng lại nửa đường vẫn là chưa phải tới đích anh chỉ cần dừng lại trên con đường anh đi thôi thì lúc đó vẫn là con đường của sự bắt đầu con đường này á khi chỉ khi và chỉ khi các vị học tới cái toán á hả điều kiện cần và đủ phải không khi và chỉ khi có nghĩa là sao có nghĩa là tới đó mới hết tới đó mới xong khi và chỉ khi nó tới đây thì nó mới là đích còn dừng lại trong bất kỳ quãng đường nào dẫu là gần đích cũng chưa phải là đích. Cho nên chỉ cần anh dừng lại một lúc nào đó trên cái đoạn đường vô cùng này của sự tái sinh và thỏa mãn bằng lòng với cái nọ cái kia. Thật ra Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa rất là hay. Chúng sanh nó mệt mỏi trên đường nó muốn quay trở về. Ngài liền hóa ra thành. Để cho nó an trú ở đây, nó vui chơi ở đây. Phải không? Nó tưởng đây là nhà rồi là đích đến rồi nhưng mà sau đó rồi thì cho nó biết là đây chẳng qua là hóa thành vụ thôi ta hóa ra thôi còn cái đích đến nó còn xa đằng kia các phải thấy không hay không Cho nên chúng sanh của chúng ta hay mệt mỏi lắm hay nản lòng hay thối chí lắm thấy tiền lộ mang mang vị trí hà vãng đường phía trước mịt mờ chẳng biết đi về đâu đi mà cứ vừa đi vừa mò không à mà thiệt Ai trong chúng ta cũng vậy. Bây giờ đây, thiệt mà nếu mà ông Phật ông có xuất hiện thì giữa dòng đời này ông nói cũng không tin nữa. Cho nên chúng ta cùng mò với nhau mà đi. Thế cái đoạn đường đi về tới Phật đó. Thế thì chúng ta chỉ cần dừng lại và thỏa mãn thanh văn, duyên giác, à, Bồ Tát hay là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên sứ, thất vô biên sứ, vô sở hữu sứ, phi tưởng phi, phi tưởng sứ, đi chăng nữa cho rằng mình đạt được tới đây là rốt ráo rồi mình có thể bay lên hư không mình có thể độn thổ mình có thể biết tâm niệm kẻ nọ biết tâm niệm kẻ kia cho rằng mình ngon rồi dừng lại chỗ đó là vẫn là chưa tới anh chỉ cần bằng lòng và chấp nhận anh bằng lòng anh dừng lại thôi là anh thua cuộc rồi và bắt buộc anh phải đi lại từ đầu anh phải tiếp tục đi nữa anh phải xác lập ý chí đó để đi lại từ đầu hỉ làm cái gì cũng phải có niềm vui làm mà cái mặt một đống dần dần tu tập mà mà ráng ráng tu trời ơi nghe nó thê thảm quá tu mà phải ráng ai làm gì mình rồi mình ráng phải vũ khị mỗi tháng tu một lần mỗi tháng thọ bát quan trai một lần vũ khị phải không Đáng lẽ người ta tập hạnh xuất gia ngày nào tập cũng được. Thọ bát mỗi ngày đi. Phải vậy chưa? Thọ bát mỗi tuần đi. Đằng này cũng muốn tu lắm. Mà thôi tu mỗi tháng một ngày thôi. <laughs> tu nhiều quá nó nản. Mỗi tháng một ngày nhưng mà thầy ơi hôm nay cho về sớm đi. Chịu nổi không? May là may là mỗi tháng một ngày thôi đó nha. Mỗi tháng thì đó rồi rồi chừng nào mới hết ràng buộc đây con ơi đời gia duyên bận buộc đúng rồi nhưng chừng nào con mới hết bận hết buộc tu mà còn phải bắt buộc nữa còn phải dụ nữa là cái pháp này tu một ngày mà phước báu không lường phải <laughs> không vượt hơn cõi trời cõi người có thiện lợi như thế cho nên cần phải tôn trọng mà lãnh thọ nó nó khoái quá nó đi tu thôi tại vì nó thấy tu một ngày mà phước báu không lường mà đứa nào không không ai cũng muốn đầu tư kiếm lợi lớn hết nó tu nó cũng muốn là sử dụng ít ít thời gian công sức thôi nhưng mà lời nó thiệt là lớn à, đó là là kích đó Đấy không ví dụ à, cho ăn bánh vẽ nhưng mà từ từ tại vì nó thiệt nó bận thiệt á cho nên là là dành tu một ngày cũng đã quý rồi quý lắm rồi À, thế cho nên dụ từ từ cho đến một ngày nào đó nói cho nó biết là chưa đâu đừng có mà mơ nha không hả một tháng ba chục ngày mà tu chưa được một ngày nữa mà kêu là tập hạnh xuất gia xuất cái gì hả? chưa đâu còn lâu lắm khinh an hỉ xong rồi khinh an phải nhẹ nhàng tu hành phải nhẹ nhàng cái gì cũng nhẹ nhàng đi nhẹ nhàng ăn nhẹ nhàng nói nhẹ nhàng suy tướng nhẹ nhàng ngay cả khổ đau cũng nhẹ nhàng hơn kẻ khác đi chùa mà còn khổ đau hơn đứa khác thì đi chùa làm gì phải không học phật pháp rồi mà đối diện với lại hơn thua tốt xấu buồn vui của đời mình còn phẫn nộ hơn kẻ khác nữa thì khinh an ở đâu an lạc ở đâu an lành ở chỗ nào thứ nhất là tu ở chùa mà thứ nhì tu ở bốn mùa lang thang đi tới chùa để học cái tốt ở đây cái an lạc cái hạnh phúc ở đây để rồi trong bốn mùa lang thang của đời sống mình an lạc mình hạnh phúc học cái đó định yếu tố có nhiếp tâm chánh niệm tỉnh giác về đây học cái yếu tố đó thì để chi vậy để ứng xử với dòng đời mình có được cái an tĩnh mình không bị vọng động, mình không bị nó lôi kéo. Mình làm chủ được chính mình, làm chủ được thân hành, tâm hành của mình. Nó đi đâu, nó làm gì mình biết. Là bắt buộc mình phải dấn thân mình làm thôi. Đó là yếu tố của niệm, đó là nhớ nghĩ, chánh niệm, tỉnh giác. Không có vọng động. Rồi xả cuối cùng, buông bỏ nhà. Này là cái pháp, cái pháp, pháp huyễn thôi nó chưa phải là cái định cái điểm cuối cùng cho nên đừng có bám chấp vào đó nó chỉ là bảy phần để đưa đến giác ngộ cho nó không phải là nó chỉ là phương pháp thôi nghe cho nên cuối cùng những yếu tố mà chúng ta tu tập đây phải có cái sự xả chúng ta học về tứ niệm xứ bản kinh tứ niệm xứ này đã hình thành nên cả một dòng thiền thiền tứ niệm xứ thiền vipassana cho nên nó quan trọng ghê lắm Nó mang tinh thần của sự quán chiếu Tự thân của mình Để chúng ta an tĩnh Để vượt thoát, để chánh niệm, để tỉnh giác Để không bị khổ đau Để thấy được sự thật bản chất của dòng đời Là khổ, là vô thường, là vô ngã Người nào thấy được nó khổ Người nào thấy được nó là vô thường Người nào thấy được nó là vô ngã Thì người đó thấy được niết bàn Thấy niết bàn thì vượt thoát sinh tử Cho nên nó mang cái pháp hành vô cùng to lớn À, qua bài này quý vị có câu hỏi gì không? Xin thưa là phải thực tập thôi. Bây giờ cái phương pháp nào thì thì cũng là yếu tố của sự tự mình thực tập để mình rút tỉa ra. Mình tri nhận liền ngay lúc đó. Rất là khó ứng dụng vào cái pháp hành chúng ta quên mình mất. Khi chúng ta khởi lên chúng ta bị nó lôi kéo. Mình đi theo nó, mình không có nhận thức được rằng nó đang khởi lên. Mình đi theo cái nó đang xuất hiện đó. Cái tâm sân mình khởi lên là mình đi theo cái sân sân rồi chứ mình không có 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 lần có trực nhận được mà mình trở về quán chiếu nó đang khởi lên trong lòng mình như thế nào cái đó mới là cái lợi hại cho nên ở đây á đây là cái phương pháp mà chỉ cho chúng ta khi nó khởi lên mình tri nhận mình tuệ tri nó đang khởi lên khi nó không khởi lên mình tri nhận nó không khởi lên chỉ có vậy thôi chỉ có dừng lại ở đó thôi chứ không phải là đi theo nữa không đợi là hai ba tiếng hồ sau đâu nhé khi nó móng khởi lên là mình đã biết nó móng khởi lên rồi khi nó xuất hiện ở trong lòng mình như nào là mình đã nhận thấy nó rồi dừng lại ở đó không phải là để cho nó lôi kéo rồi. một tiếng sau mới nhận ra hai tiếng sau mới nhận ra hay là ba ngày sau mới biết không có đâu lòng mình khởi lên là mình đã biết nó khởi lên rồi và dừng lại ở đó không đi theo nó không đi theo ai đó chọc sanh tôi Tôi sanh cái gì Nhìn nó đang khởi lên Tuệ tri biết nó đang khởi hay nó đang diệt hay Nó có hay là nó không có Rồi thôi chúng ta dừng lại đây nha à, Gặp quý vị tuần tới Di Đà Phật mời quý vị hồi hướng Nguyện đêm công đức này Hướng về tâm cảng đệ tử và chúng sanh đều trở thành phật đạo